Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với tiếp theo video của Thủy nha. Nào sáng tới giờ Thủy ngồi Thủy dọn dẹp rửa rau rồi để chuẩn bị về cho con gái Thủy nó nấu cơm cho gia đình ăn cô chú anh chị ơi. Hôm nay là ngày thứ bảy con gái của Thủy cũng được nghỉ mà Thủy cũng thèm cơm nhà lắm cô chú anh chị, bởi vì là từ bữa giờ Thủy bán ngày cúng không có thời gian. Cho nên nó là ăn cơm ngoài từ bữa giờ giờ ngán rồi cô chú anh chị. Mà hôm nay là thứ bảy con gái Thủy nó được ở nhà cho nên Thủy chuẩn bị rửa rau, gọt mướp đồ để về cho con gái Thủy nó chế biến cho nó nhanh đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị yêu quý Thủy nhớ xem video Thủy cho Thủy một cái like và đăng ký kênh để Thủy có động lực ra nhiều video cho cô chú anh chị xem nha. Cô chú anh chị nhớ đón xem video của Thủy hôm nay làm gì nha. Đây cô chú anh chị, hồi sáng giờ Thủy mất bán hàng rồi Thủy gọt đồ để về nấu cho anh chị. Giờ Thủy mới ăn sáng mà, ăn sáng xong Thủy uống thuốc. Thủy mời bà cô chú anh chị ăn sáng với Thủy nha. Đây là xôi. Thủy ăn ít cho nên con Thủy nó mua 10.000. Phương Anh ra chờ mở tài khoản. Mời. Ho quá trời cô chú anh chị ạ. Trời ơi, ho. Cảm ơn con. Con của chị nè. Em ơi. Con của chị nè. Quá cô chú anh chị ơi. Mua gì chị? Không. Đụng tới là nó ho, đụng tới nó ho. 25 mua đúng ký. Bán lý 30. Ăn rồi uống thuốc. Có mở luôn hả? Ừ, mở đi. Đã tôi biểu mà mở. Hồi bữa anh mà anh mở cái công ty kia kìa, ở ngoài Quảng Việt, nó cũng gửi, nó gửi cái gì viết mã rồi về luôn. Đâu có tốn ngàn nào. Mở đi. Ừ, 29 nè. Nguyên trái nữa cho 30. Mm-hmm.
mở sỉ giùm mấy em nó đi. Cái gì? Mở sỉ giùm cho mấy đứa nó đi, mấy đứa nó tặng cái nó bảo hiểm. Mở sỉ là cái gì? Mở sỉ tài khoản á, không có xài cũng được mở. Nó đang ngồi trong đây nó mở nè. Như bà ra có ngân hàng bà mở bà cũng tốn 100-200 ngàn á. Bà hiểu không? Giờ bà mở bà không xài cũng không có sao. Hả? Ờ. Ừ. Mở đi. Đó. Thì muốn mở mấy cái mở. Ừ. Mở em nói nó mới cái kiểu là đang cạnh tranh công ty này công ty nọ á. Hả? Ừ, công hàng nó có đợt á. 14 mà. Mở cho em nó ơi. 14 với 6 20. Mở 30 50. 150 đúng ha. Thôi vậy từ từ cho nó khỏi hơi lộn. Cái tính của sĩ á, thương mấy đứa em mà nó đi làm ngoài đường thấy tội. Mình cứ kêu gọi đứa nào nó làm thì nó làm. Không có hiểu quốc quán á không? Rồi con gọi mở chưa? Ờ, vậy là được rồi. Đùa, có nắng bảo hiểm mới chà. Đi về. Vậy đau hơn mẹ rồi. Tại nó ở đây cái cơ luôn. Đau hơn mẹ rồi. Đâu mẹ coi bị gì rồi con. Nó mụn nước xong rồi cái nó lỡ đó. Bị giờ không ăn quá nữa. Đi về kêu ba là. Đi về kêu ba là. Cái này cái hãng gì vậy? Không. Con thị nó mở tặng cái nó bảo hiểm, anh Mãi cũng tặng cái nó bảo hiểm. Bà mở tài khoản hay nó tặng cái nó bảo hiểm ba? Thì mở. Mở đi rồi không xài cũng được. Không thấy bà xu quá mở à? Không có cần bỏ tiền chứ. À Phước Anh, lụm mấy cái bịch vô cho mẹ. Phương Anh, mấy cái bịch bự này nè, lụm vô đem qua đây là được. Không có bỏ, mở thôi. Mở thôi, nè ở trên nữa. Ừ. Đem qua cho mẹ hết đi. Mở đi bà, nó tặng cho bà cái nón bảo hiểm cho mấy đứa nó đội. Phương Anh, lấy cho ông cây cải thảo rồi mẹ. Cái đó con đi ít thôi, đi nhiều là nó lỡ lét ra như phỏng bô. Có đồ que của mình. Đồ que đó 15 với lại 20 mà ông là 35. Ngon, đồ nhỏ xíu. Nè. Ba lăm à. Lấy mướp rồi cho ông đi phụ mẹ đi Phương Anh. Rồi về. Ta
8 ngàn nữa, 35 với 8, lấy bịch bự bỏ cái trái mứt luôn. Đưa đây, 43 với 7 là 50, 100. Đây có 3 ngàn rẻ nè. Đâu có, con cái thối luôn rồi. 35 mà. 35 với 8 là 43. Rồi, đủ tiền thôi. Cho là ừ, đi về giờ thì xíu uống thuốc của chú anh chị ơi, ho ho tè ra quần luôn đó. Muốn gì trời, đồ bắp 6 ngàn rồi. Rồi đem ra đây con cân nha. 13 chứ 6 là 19. Vậy cảm ơn chị. Ủa sao sao nhanh chứ hả? Ờ đúng rồi. Giờ xong nó chị kêu người ta ấy giùm. Mới vừa mở hàng ra giao cho đủ ai vậy? Đúng rồi, đi sớm mấy người khách hàng rồi tao bán. Ờ, em phải mời những người mà người ta không bán sáng sớm á. Rồi chị 17 với 10 là 27. May hơn chưa? Biết rồi, thôi đi đi. Ừ, mình nhớ là mình sẽ ăn buổi sáng chứ buổi tối mình không ăn được ta. Ừ đúng rồi. Đi nhanh nha. Mấy đứa đi xe gì? À, xe máy xong đi từ từ, đi từ từ. Em mở được mấy cái tài khoản em mừng quá trời luôn cô chú anh chị. Dạ bầu 20 á. 2. Dạ bữa nay mất lắm. Bí thì 15. Toàn bộ 10 ngàn, chỉ có tỏi với lại đậu que 15, bí đỏ 15 thôi, còn nhiêu 10 ngàn hết chị. Anh nhỏ ngoài là nhiêu? 15 ngàn chị ơi. Cái bông chị đang cầm lên là 12, bông đó 15. Đó, hai bông đó 15 ngàn á. Một bông á, bên đó cũng 15 luôn. Chó có cái nhỏ xíu nhất hồi nãy lần đầu tiên chị cầm là 12. Mười lăm nữa, 15 luôn. Của mình chị ơi, 60, 60, chị mua ký á. Không,
chị biết 60.000, 58.000 vốn á chị gái à. Dạ có một bông thôi. Ông nào nhỏ nhất thôi. Không. Không không. Cái đó là bán là bỏ luôn á chứ không có lời trong đó đâu chị. Còn có mấy bông đó là bán bỏ chứ không phải bán lời bông 3.000, 2.000, 1.000 gì đâu. 15.000. Thôi chị 5.000. Dạ nấm, nấm còn nấm tiết được không? Nấm tiết, nấm dài á. Lấy hết cái đó đi, con bán rỉ cho. 2 lạng 15, 3 lạng 20 căng lên. Lấy bịch kia ngon hơn. Này 5 lạng giữ rồi chú. Rồi 20 với 3 lạng là 20 với 2 lạng giữ nó 35.000. Lấy hết, lấy chú 35. Gần 40 lận á mà lấy 35. Lấy cái bịch kia luôn đi, con cho luôn á chú ơi. Còn có nhiêu đó à, con cho luôn á. Của chị 18.000 vậy không? Cần tàu nhiêu, cần tàu mắc á. 18 với 6, 24 hả? 18 với 7 đi nha. Hả? Rồi nè, lấy 25.000 á. Sao rồi con giận hả? Dặn rồi hả? Rồi ra đây đi con. Ra đây. Thị mới xịt thuốc vô trong miệng đó cô chú anh chị. Xịt chai này mà không si nhê đâu. Video của thị đến đây kết thúc luôn cô chú anh chị. Kết thúc video thì dọn hàng về nghỉ ngơi bớt quá cô chú anh chị ơi. Trước khi kết thúc video thì xin ông bà cô chú anh chị nào yêu quý thị nhớ đăng ký kênh cho thị quán nha, nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của thị. Giờ thị chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại bà cô chú clip sau. Bye bye.